mang dĩa cơm chay đi tỏ tình, chàng trai U40 được cô gái đồng ý hẹn hò. Sự chân thành và tâm lý của chàng trai ăn chay trường đã thuyết phục cô gái Xuân Khánh đồng ý trao cơ hội tìm hiểu. Đến với bạn muốn hẹn hò tập 892, Quyền Linh, Ngọc Lan đã xe duyên cho chàng trai Hứa Minh Long, 36 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Kinh doanh mua bán phụ tùng xe máy cùng cô gái Xuân Khánh, 28 tuổi, Đồng Nai, hiện là nhân viên chăm sóc khách hàng. Cả hai đều không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, nhưng tính cách lại có phần đối lập khiến hai MC phải cố gắng kết đôi. Là người không rượu chè, lằng nhằng hay hút thuốc, Minh Long nhanh chóng tạo được ấn tượng tốt với bạn gái ngay phía bên kia hàng rào. Anh hài hước tâm sự, điểm mạnh của em là có thể bán hàng được ở bất cứ đâu. Tuy nhiên, em luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức học được với mọi người, nhưng đôi khi đối phương không có nhu cầu nghe. Em làm vậy với mong muốn bạn bè đồng trang lứa có thể cùng nhau đi lên và phát triển. Về phần nhà gái, cô cho biết bản thân là người ít nói và sợ đàn ông gia trưởng nên hy vọng mẫu bạn trai lý tưởng không mắc phải những khuyết điểm này. Sau khi nghe yêu cầu của Xuân Khánh, ông Mai Quyền Linh lập tức giải vây cho đàn trai rằng anh chỉ tích cực nói chuyện khi thuyết phục khách hàng. Ngoài đời sẽ không nói nhiều là mấy khiến cả khán phòng bật cười. Theo chia sẻ, Minh Long là người tu tập, ăn chay trường và mong muốn điều tương tự ở người bạn gái tương lai. Chàng trai 36 tuổi bộc bạch, tuy ăn chay nhưng em là người hòa đồng và dễ chịu. Em vẫn sẽ đi ăn, cà phê cùng bạn bè và không để chuyện của mình ảnh hưởng đến mọi người. Giây phút mở rào, Xuân Khánh dường như bị choáng ngợp bởi sự nhiệt tình của bạn trai. Minh Long gây ấn tượng bằng cách mang dĩa cơm chay tự nấu mời cô gái dùng thử. Anh còn không quên quảng cáo, cơm ngon nha, do anh tự nấu đó. Em có đói không? Nên dùng thử. Mở đầu câu chuyện, đàn trai giải bày, trong mua bán thì đối với anh chữ tín luôn được đặt lên hàng đầu. Còn giữa người với người, niềm tin là thứ rất quan trọng. Khánh có thể đặt sự tin tưởng ở anh. Anh còn 4 điều quan trọng muốn chia sẻ với em rằng anh rất tin vào luật nhân quả. Luật pháp, lực hấp dẫn và cố gắng đừng làm sai điều gì. Anh sẽ dắt em đến những nơi đã đi qua và gặp bạn bè của anh, để em có thể xác nhận lại con người của anh có như vậy không. Mọi thứ phải được vui vẻ và hòa đồng. Bạn trai còn tiết lộ thêm, anh đã có sẵn một căn nhà ở Bình Chánh. Anh còn mẹ và em trai. Em không cần làm dâu và mẹ anh cũng ăn chay trường, sống rất đơn giản. Chúng ta cùng giảm bớt tính tự cao. Sân si thì chắc chắn mối quan hệ sẽ ổn thỏa. Hiện anh đã có sẵn một số tiền dành dụm trong tài khoản, khi nào phù hợp chúng ta đều có thể đám cưới. Ngồi phía đối diện, Xuân Khánh tỏ vẻ đồng tình và bật đèn xanh với đối phương khi tâm sự về công việc cũng như quãng thời gian rảnh. Sự đồng điệu của cặp đôi làm cho ông Mai và bà mối thích thú. Giây phút quyết định đã đến, Minh Long và Xuân Khánh cùng bấm nút đồng ý hẹn hò khiến ai nấy có mặt tại trường quay đều vỗ tay cổ vũ. Trước khi ra về, Quyền Linh, Ngọc Lan cũng không quên gửi lời chúc phúc, hy vọng cả hai sẽ nắm tay nhau thật bền chặt.